Xin kính chào anh em gần xa khắp nơi đang theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Và hôm nay em về được một combi đa kênh của Bioner, có model là VSX-T3. Thì đây là hàng đấu giá nội địa Nhật về, nên hình thức còn khá là đẹp nha anh em. Toàn bộ mặt trước ha, được thiết kế là màu vàng chanh rất là đẹp. Và máy về sẽ kèm một cái khiển của Bioner, đây là khiển khác đời, chỉnh đầy đủ các chức năng cơ bản của máy nha. Và với cái dòng này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái kết nối cổng quang, nên anh em có thể nghe nhạc và xem phim trực tiếp từ mạng internet thông qua cái kênh YouTube từ Smart TV xuống, rất là tiện dụng. Và tự nhiên là nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái kết nối analog, thì anh em có thể nghe nhạc từ đầu đĩa xuống luôn trực tiếp. Và với cái dòng này thì nó vẫn sẽ hỗ trợ cho chúng ta cái chức năng chỉnh bass chép trực tiếp luôn, là những nút cộng trừ bass và cộng trừ chép nha anh em. Và cũng như là chế độ để nghe nhạc vào ban đêm, đây là midnight. Chất âm con này thì cũng khá là hay anh em. Về hình thức anh em sẽ thấy là rất là đẹp, không một vết chày luôn ha. Rồi, tiếp theo em sẽ đo cái kích thước của nó cho anh em xem ha. Về chiều ngang của con này là size lớn nha, 420mm nha. Và chiều cao là 150mm. Và chiều sâu con này là 400mm ha, và trọng lượng của nó là 8,4kg. Về thiết kế công suất thì nó sẽ có công suất lên đến là maximum là 100W một kênh, đều cho 5 kênh loa nha anh em. Rồi em sẽ quay cái ngoại thất xung quanh để cho anh em xem ha, cũng như là test tất cả các ngõ vào và ra loa cho anh em. Máy rất là đẹp nha anh em, không một vết chày luôn. Và cái bên hông của máy ha, và cái nắp lưng cũng còn tất cả đều là nước sơn zin và nguyên zin, rất là đẹp ha. Rồi em sẽ test một đoạn âm thanh cho anh em ha. Thì với cái cổng quang đó là cổng CD ha, và cổng analog là cổng TV nha anh em. Bass chép trên máy được luôn ha. Đây là nút chỉnh bass chép đây. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay từ mái rêu mà. Đó là cổng quang và cổng analog đây. Giờ tìm những bạn xưa, may ra có con đôi thương vẫn yên vui sống đời học trò. Bâng khuâng đợi chờ người sao chẳng hoa. Máy rất là đẹp nha anh em. Về cái xung quanh ha, bên trái và bên phải. Rồi đây là cái kết nối phía sau nha. Hình thức cũng còn khá là mới. Thì hiện tại em đang kết nối vào ngõ TV sát, đây là ngõ analog ha. Và đây là cổng quang. Cổng quang đang kết nối vào cổng quang số 1 là ngõ CD. Và em đang kết nối vào loa phong nha. Và với cái dòng này thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta ghép loa từ 6 ohm cho tới 16 ohm nha. Và những cái loa surround và center thì tùy theo chế độ thì nó mới hoạt động nha em. Và đây là cái thông số của nó, Bioner VSX-T3 made in Indo nha em, và điện áp 100V, công suất là 200W. Sản xuất vào tháng 3 năm 2001 nha. Máy rất là đẹp. Rồi tiếp theo em sẽ quay ruột gan bên trong con đi cho anh em. Đây là ruột gan bên trong con đi Bioner nha anh em. Rất là sạch sẽ ha, và rất là mới từ hình thức bên trong cho tới bên ngoài luôn. Thì ở đây anh em sẽ thấy là nó sẽ chạy là hai cái con công suất STK rất là to của Bioner luôn. Thì đối với cái đặc tính của sò STK ha, thì nó sẽ cho cái âm bass rất là mềm mại nha anh em. Và đây là những cái bo xử lý ha của Bioner luôn. Máy rất là mới. Những cái góc cạnh và những cái khung máy ha còn sáng màu luôn nha anh em. Và với cái dòng
Pioneer VX D3 thì em sẽ bán với giá là 1.800.000 đồng với một hình thức com ly cực rẻ luôn, rẻ hơn những cái em ly lắp ráp tại Việt Nam luôn. Thì anh em có thể nghe nhạc và xem phim trực tiếp từ trên kênh YouTube từ Smart TV với cái kết nối cổng quang khá là hay ha, và với cái công suất lên đến là 100W một kênh ha, cũng như là anh em có thể nghe nhạc khá là ổn ha, máy rất là đẹp. Thì với cái tầm giá này thì rất là đáng chơi về cái hình thức nó đẹp bóng đanh luôn, và máy sẽ kèm khiển luôn nha anh em, và chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Thì xin cảm ơn anh em đã theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.